Chú để phun cũng được, chú để phun xong cùng mẹ bắt cái kia vô. Nhận thấy không? Đi lên tí xíu mà đứng với anh Lâm. Dâu ở Lòn ở Việt Nam, thành ra tôi đại diện, tôi là bà phú của cô dâu, thành ra bố mẹ cô dâu có gửi quà, và đây là một món quà của bố mẹ cô dâu gửi, và có một chút xíu cái này để cho chú rể đeo để làm vốn, mua được xe hơi lớn thì càng tốt, còn không thôi mua tạm cái ở Tesla. Tesla không biết có đủ hay không nữa đây. Nhé, là vốn cái này là của bố mẹ vợ gửi tặng con nhé. Con không xài, con để cho con của con. Còn bây giờ là bố mẹ vợ là của hàng gửi cho cô dâu. Dạ, một cái sợi dây đeo cổ và một cái lắc. Để đến cái phần này là phần của ông bà. Của ông bà nhá. Ông bà cũng ngon tí thôi. Ông bà tặng cái Lamborghini ông bị. Có một chút xíu thôi. Ông bà nghĩa là nhịn cà phê cả bá rau đấy. Mới đủ có một chút xíu gửi cho con để đeo trong nhé. Một đôi bông và một cái lắc cổ tay. Bây giờ sang bên này coi. Bắt giờ ai cầm đây em đi đã bắt cho bố mẹ đi cho tặng hai cháu có gì tốt đã xong không cần phải theo thứ tự nữa, không cần phải theo thứ tự nữa. Dạ vâng, đúng. Thôi thì cứ bỏ đi, nó bỏ chân lại. Hãy subscribe cho
hèn ơi, hèn lẹ lên hèn ơi, mở tay. Lẹ lên hiền mỏi tay quá. Giờ đã làm lễ dạp tiền xong, giờ đi ra nhà thờ làm lễ đám cưới. Smile. Nhân vật đặc biệt rồi. Zero Royce. Đây là thánh đường sẽ làm tổ chức lễ cưới đây mọi người ơi. Bây giờ đang mình tới trước, đang đợi cô dâu với lại chú rể tới sau. Đẹp quá nhà thờ, đẹp quá. Đây là nhà thờ rất là nổi tiếng. Việt Nam mình gọi là nhà thờ Kiến. Ô ai hả?
Trước hết, một lần nữa xin long chào đến tất cả anh chị em đến với thánh đường và tới sinh hoạt hôm nay để cùng chung vui với anh Hùng và chị Hằng sắp sắp bước vào đời sống thành hôn. Chúng ta cũng có sự hiện diện của cha chương trình, ngài đã là phó sứ của Sách Phạm Ra ở Santa Ana. Chúng ta cho cha một tràng tay. Chúng ta cũng chúc mừng đến cha mẹ của anh Hùng, đó là chú Điệp và cô Tết, thì cho cô chú chẳng phải là thật lớn. Và thế đó là bố mẹ của cô dâu Hằng, đó là cô chú Hòa Hồng, hiện bây giờ vẫn còn đang ở Việt Nam. Chúng ta cũng cho cô chú một tràng tay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin em sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa. Tình yêu đó sẽ được đóng ấn.